Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 6, ngày 16 tháng 2 năm 2018 của 12 con giáp. Hôm nay, người tuổi Tỵ có ngũ hành tương sinh, đảm bảo cho vận trình tình cảm trên đà phát triển. Các cặp đôi luôn gắn nhắn gửi đến nhau những lời yêu thương, dù không thể ở bên nhau nhưng luôn nhớ về nhau. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý, hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, người tuổi Tý trong tử vi thứ 6 này gặp nhiều may mắn về tiền bạc khi có thiên tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Tài thần ở hướng Nam, nếu có ý định cầu tài lộc thì hãy chú ý đến điều này nhé. Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình ngày đầu năm khi tham gia vào các trò chơi dân gian ngày Tết hay đi chảy hội cầu may. Vốn đang may mắn, nên nếu có trúng thưởng thì cũng không có gì khó khăn cả. Biết đâu đó lại là món quà vừa có giá trị tinh thần, vừa có giá trị về vật chất, mang lại may mắn cho cả năm. Có điều, ngũ hành xung khắc sẽ khiến cho vận trình tình cảm của con giáp này đi xuống. Ngày đầu năm, nếu có chuyện gì không vừa ý thì hãy góp ý nhẹ nhàng với nhau nhé. Đâu có gì phải làm quá lên, nặng nề quá mức, bạn trao đi một nụ cười thì sẽ nhận lại được càng nhiều niềm vui. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, như tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, khám phá tử vi phương Đông, tử vi ngày 16 tháng 2 năm 2018. Ngày đầu năm Mậu Tuất cho thấy người tuổi Sửu hôm nay rất có chính kiến của riêng mình, không dễ bị lôi kéo vào những chuyện cờ bạc, rượu chè làm mất ngày vui Tết. Bạn biết đâu là điểm dừng cho những cuộc vui và biết mình nên làm gì để thoát khỏi tình huống khó xử. Có điều, hôm nay bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn nhé. Ngày Tết kỵ nhất là trong nhà tranh cãi bất đồng sẽ khiến cho vận trình cả năm bị ảnh hưởng, không khí trong nhà cũng bị trầm xuống, không còn sự vui vẻ như vốn có cần trong ngày lễ như hôm nay nữa. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nếu đó là người thân thiết mà ta yêu thương thì sao không trao cho nhau cái nhìn bao dung, cho đối phương có cơ hội để sửa sai. Bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự không có gì phức tạp khi mà ai nấy đều yêu thương và chăm sóc cho nhau. Chẳng mấy khi có dịp để cùng nhau sum vầy trong một gia đình. Hãy dành thời gian để nói chuyện, trò tâm sự với nhau, cùng nhau đi du xuân chảy hội. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, Dần Mão tương hội mang tới cho người tuổi Dần những tin vui về đường tình cảm. Tử vi thứ 6 của 12 con giáp đem cho con giáp này tình cảm ngọt ngào từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tình duyên đến khi nhẹ nhàng khiến ta chẳng thể ngờ được người ấy mà đây rồi sẽ trở thành người quan trọng trong cuộc đời mình. Các cặp đôi dù không thể luôn luôn ở bên nhau nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Bản mệnh hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Đây là điều may mắn mà không phải ai cũng có được. Bạn biết bạn đang sở hữu điều vô cùng quý giá không? Hôm nay, hãy dành thêm thời gian với gia đình nhé! Đi du xuân, tham gia chảy hội cùng họ hàng hay đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Bạn sẽ cảm nhận được không khí ngày Tết vui vẻ và ấm áp khi ta ở bên những người mình yêu thương nhất. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tử vi ngày 16 tháng 2 năm 2018 cho thấy, ngày mùng 1 Tết này, bản mệnh cần phải chú ý hơn về sức khỏe của mình. Mộc vượng báo hiệu, chức năng gan có thể bị ảnh hưởng. Ngày Tết vui nhưng đừng quá đà, uống nhiều rượu bia quá mức nhé. Phải biết đâu là điểm dừng của mình, ham vui quá mức sẽ có chuyện mất. Xuất hành đầu năm may mắn, hãy nhớ là tài thần hôm nay ở hướng Nam, hỷ thần ở hướng Đông Bắc nhé. Đi du xuân, chúc Tết nhớ chú ý đảm bảo an toàn giao thông, chớ nên lái xe khi trong người đã có chút hơi men để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vận trình tình cảm trong ngày đầu năm vẫn khá tốt, bản mệnh và người ấy thấu hiểu và thông cảm cho nhau, dù đã có chút khúc mắc nhưng không quá ảnh hưởng đến cục diện chung. Hai người bao dung và bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, cùng nhau du xuân chúc Tết để có thêm những kỷ niệm ngọt ngào nhé. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ,
Mọc rất cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Mão Thìn tương hại, tử vi ngày 16 tháng 2 năm 2018 của người tuổi Mão có thể xảy ra với những bất đồng trong mối quan hệ anh em, cùng chung dòng máu, cùng sống chung dưới một mái nhà. Nếu có việc gì thì hãy thẳng thắn bày tỏ với nhau, chứ đừng để trong lòng mà khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng. Ngày đầu xuân, kiêng kỵ tranh chấp, cãi cọ, hãy nói với nhau những lời yêu thương nhiều hơn nhé. Dù sao, ai cũng sẽ có cho mình một gia đình riêng, thời gian bên nhau chẳng được nhiều, như những ngày còn bé thơ. Hãy trân trọng những lúc chúng ta còn bên nhau hạnh phúc, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm. Kiếp tài báo hiệu bản mệnh có thể sẽ gặp phải họa phá tài. Đi du xuân chúc Tết hay chảy hội vui chơi thì cũng cần phải chú ý đến đồ đạc tư trang nhé. Đến chỗ đông người cũng nên giữ đồ đạc quan trọng cẩn thận để tránh tới những nơi đánh mất rồi mới hối hận thì cũng đã muộn rồi. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tiếp nối tử vi ngày 15 tháng 2 năm 2018, hôm nay người tuổi Tỵ có ngũ hành tương sinh bảo đảm cho vận trình tình cảm trên đà phát triển. Các cặp đôi luôn nhắn gửi đến nhau những lời yêu thương, dù không thể ở bên nhau nhưng luôn nhớ về nhau. Dù có đi đâu về đâu, những người yêu nhau rồi cũng sẽ trở thành quen thuộc. Người độc thân đừng vội chạy lòng khi thấy người ta đi ngoài đường có đôi có cặp nhé. Có thể hôm nay bạn sẽ gặp gỡ và quen biết thêm nhiều người khác phái, có thêm cơ hội để mở rộng mối quan hệ cho mình. Đừng ngần ngại xin cách thức liên lạc của người ấy nếu bạn cảm thấy trái tim mình đang rung động. Đầu năm mới là lúc vận khí căng tràn. Người người gặp nhau nên hoan hỉ vui vẻ, chớ buông những lời gay gắt với nhau. Hãy trao nhau những lời chúc chân thành và tốt đẹp, bỏ qua những nỗi phiền muộn, lo âu của năm cũ để cùng chung vui và cùng niềm vui dân tộc. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 7 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi ngày 16 tháng 2 năm 2018 của người tuổi Ngọ hôm nay có điềm báo phá tài khi mà Mão Ngọ tương phá. Bản mệnh cần thận trọng trong những chuyện liên quan đến tài lộc. Người tuổi Mão nên chú ý giữ tiền bạc cẩn thận, đừng hớ hênh quá mà tới một lúc mất tới 10 ngờ. Khi ra ngoài nên nhớ kiểm tra đồ đạc tư trang thật cẩn thận, tránh để thất lạc đồ đạc, tiền bạc. Đôi khi số tiền mất không nhiều nhưng vào đúng lúc cần thì cũng gây nhiều rắc rối. Tốt nhất cố gắng hạn chế những tình huống đó xảy ra khi mới đầu năm cần phải vận khí cát lành. Đầu năm, người Việt Nam ta có lệ đi chùa cầu an cầu phúc. Vãn cảnh chùa có thể giúp cho tâm hồn thư thái, thoải mái hơn sau cả một năm miệt mài bon chen vì cơm áo gạo tiền. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn khi mà ta buông bỏ những phiền muộn sau lưng, tận hưởng cuộc sống mà chúng ta chỉ có một lần. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Hôm nay, tử vi báo rằng người tuổi Mùi cần vận trình khá tốt, gặp được nhiều người đáng yêu đáng mến. Cả năm bận rộn không có nhiều thời gian dành cho gia đình, bản mệnh hãy ở bên gia đình mình nhiều hơn trong những ngày này nhé. Đi càng xa, chúng ta sẽ càng nhớ về hơi ấm của gia đình, nơi chúng ta được yêu thương vô điều kiện. Kế hoạch chảy hội vui xuân của người tuổi Mùi diễn ra tốt đẹp, vận trình hanh thông, tinh thần phơi phới, bản mệnh thoải mái tận hưởng những ngày đầu năm an ổn. Hãy gạt bỏ những nỗi lo toan thường nhật, sống hết mình với những gì mình đang có. Trong ngày có thể nảy sinh bất đồng giữa các cặp vợ chồng, ngũ hành xung khắc khiến cho mâu thuẫn nảy sinh, mặc dù không có vấn đề gì nhiều nghiêm trọng. Ngày đầu xuân năm mới kiêng kỵ tranh cãi mâu thuẫn, nếu có thể bỏ qua cho nhau được thì mỗi người nhường nhịn nhau một chút để gia đình được ấm êm. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Một năm lại qua đi, người tuổi Thân mừng vui đón Tết về. Theo tử vi ngày 16 tháng 2 năm 2018, người tuổi Thân hôm nay sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Hết ngày này tới ngày khác chúc bạn trăm năm mới, nhiều hạnh phúc an lành.
Những nỗ lực mà bạn bỏ ra trong thời gian qua được ghi nhận bởi thành quả to lớn. Một năm mới bắt đầu hứa hẹn những cuộc hành trình mới trong cuộc đời. Hãy tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình, hạnh phúc ấm êm, tận hưởng những gì mà ta đang có trong cuộc đời. Bản mệnh có thể gặp phải một số rắc rối trong chuyện tình cảm. Mộc kim tương xung, người ấy khiến bạn cảm thấy khó chịu về những hành động không đúng mực. Đầu xuân năm mới đã mải mê sa đà vào nhậu nhẹt chơi bời quá độ. Nếu có thể thì bỏ qua cho nhau, đối phương đã xuống nước thì chớ nên căng thẳng làm gì. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Dậu Mão tương xung, người tuổi Dậu có thể nên kiềm chế bản thân để không vướng phải những rắc rối trong ngày đầu tiên của năm mới. Một điều nhịn là chín điều lành, dù có chuyện không như ý nhưng cũng nên bỏ qua để cho mọi sự tốt đẹp, chứ nên làm hỏng không khí Tết. Người tuổi Dậu vào ngày thứ 6 này còn có khả năng gặp được tình duyên của mình trong lúc tình cờ. Hành trình du xuân năm mới biết đâu sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều cơ may gặp gỡ với anh em bạn bè khắp nơi mọi nơi. Mới hôm qua còn xa lạ nhưng hôm nay đã gắn bó thân thuộc với nhau. Bản mệnh cũng có thể sắp xếp thời gian để ra ngoài chúc Tết, còn đủ rảnh rang đi chùa cầu bình an cho cả gia đình. Mong muốn một năm mới nhiều may mắn cát lành, vạn sự như ý. Tuy nhiên, đừng quá sân si mà cầu khấn quá lỗ nơi cửa Phật, dễ bất kính với thần linh. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Kiếp tài đe dọa vận trình ngày mùng 1 Tết âm lịch hay ngày 16 tháng 2 năm 2018 khiến cho túi tiền của người tuổi Tuất lên xuống bất ổn. Bạn nên có sự kiểm soát với vấn đề tài chính. Nếu thiếu tiền bạc chẳng được dư dôi thì đừng cố quá chỉ vì sĩ diện mà phải đi vay mượn khắp nơi. Tết là dịp để cả nhà sum vầy, con cái nếu dư giả thì tặng bố mẹ nhiều quà, nhưng nếu tung thiếu thì chỉ cần tấm lòng chân thành với công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha cũng đủ để đấng sinh thành rơi nước mắt vì xúc động và vui sướng khi đón con cháu về nhà. Nhị hợp cục cho thấy không khí gia đình của con giáp này vô cùng hòa hợp. Mọi người yêu thương và gắn bó với nhau vô điều kiện. Cuộc sống bận rộn khiến bạn tưởng chừng mình đã biến mất trước mặt của mẹ cha, nhưng kỳ thực bạn vẫn luôn nằm trong yên ổn, ấm áp trong trái tim mẹ cha. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Ngày đầu xuân năm mới, vận trình trong ngày của người tuổi Hợi khá tốt, chuyện tình cảm chớm nở bất ngờ, bản mệnh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Điều đó có nghĩa là tiền bạc không được nhiều dồi dào sung túc. Bản mệnh nên tận hưởng cuộc sống vui vẻ trọn vẹn bên gia đình. Là một người tận tụy với công việc, trong năm bản mệnh không có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình mình, vì thế mà chỉ dùng tiền bạc để thay mặt. Nhưng với ngày Tết, có lẽ bạn nên ngưng làm việc vài ngày để bỏ lỡ những niềm vui chẳng bao giờ trở lại. Những cô gái lần đầu ăn Tết nhà chồng có lẽ không khỏi cảm thấy hụt hẫng và trống vắng khi không có ở bên bố mẹ như mọi năm. Nhiều việc mới lạ cùng thói quen, phong tục khác biệt càng khiến cho nàng dâu mới ngỡ ngàng. Nhưng với sự quan tâm và yêu thương của mọi người trong gia đình, rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.